Mời em vô trong thôi. Để rồi coi, mất tình yêu này rồi anh còn tinh thần làm việc nữa không? Rồi đây công ty này chỉ còn một mình tôi thôi. Dạ thưa ba. À, đây là Khánh My, cô sinh viên thực tập công ty mình đó ba. Dạ cô chào bác. Tôi không muốn làm mất thời gian của cô. Lý do tôi hẹn cô ra đây là muốn nhờ cô một việc. Dạ. Cô đừng qua lại với thằng con trai của tôi nữa. Bao năm qua nó đã ăn chơi lêu lỏng không màng tới công việc. Nay nó bắt đầu quan tâm tới công việc, quan tâm tới sự nghiệp. Tôi nghĩ nó đã biết quậy động. Tôi không muốn cô làm ảnh hưởng đến nó. Chắc anh không ngờ chính tôi là người chỉ cho ba cách này. Dạ chuyện của con với anh Quốc. Dạ thưa ba. Cô ta là con rơi của ông Hoàng Nam, công ty bất động sản Thịnh Phát. Cũng là người hai tay dâng hết tài sản của ông Nam cho Diệp Bách, một đứa con gái mà cả gia đình không ai nhìn nhận, rồi chạy đi gian xin tình yêu của người đàn ông kia ngay trong lễ cưới. Như ba đã thấy, con nghĩ nếu anh hai tiếp tục qua lại với cô ta thì sẽ không tốt cho ảnh. Nếu như không muốn nói là gây hại cho ảnh. Tôi biết sau những biến cố đó cô đã trắng tay rồi. Cô theo thằng Quốc cũng chỉ vì tiền thôi. Chi bằng cô cầm lấy số tiền này mà buông tha cho thằng Quốc con trai của tôi. Thưa bác, chuyện con có tình cảm với anh Quốc không phải là vì tiền của ảnh. Con thực sự yêu thương anh Quốc. Nếu cô yêu thương nó thật lòng thì cô càng nên rời xa nó. Đừng phá hoại cuộc đời của nó nữa. Cô cầm đi. Ủa My, em về rồi hả? Em có sao không vậy? Dạ em không sao. Em đi đâu? Anh gọi điện không bắt máy gì hết trơn vậy? My, con về rồi hả? Con má, có sao không vậy? Dạ con không sao má. Tại hôm qua con ghé qua nhà chú Tư, người đã từng cứu con á. Xong cái con nói chuyện khuya quá rồi con ngủ lại đó luôn á. Con xin lỗi. Con không sao là tốt rồi. Thôi My về là được rồi. My à, em thấy trong người sao rồi? Hả? Em không có sao đâu. Xin lỗi anh nha, vì đã lỡ hẹn với anh rồi mà. Không sao đâu. Để hôm nay em đình bù lại cho anh. À. Còn có mệt không con? Không ấy con vô nghỉ đi. Dạ. My à, em vẽ xong chưa vậy? Ừ? Anh không dám nhúc nhích luôn á. Kiến cắn nãy giờ không dám gãi luôn á. Ráng thêm một chút nữa nha. Xong chưa? Không phải là tranh biển họa giống lần trước chứ hả? Anh yên tâm đi, lần này á là tả thực 100% luôn. Ừ? Có thiệt không đó? Wow, em vẽ anh đó hả? Không, em vẽ tâm hồn của anh. Tặng cho anh đó. Tặng anh hả? Ừ. À,
Thôi giờ mình về nha anh. Vậy thôi mình về ha. Sẽ đãi anh ăn một món thiệt ngon luôn. Vậy đó. Hả? Má ơi, má, con về rồi nè. Wow, cháu gà. Thấy gà là anh Duy Nghi rồi. Món này hả? Chứ bộ anh không thích hả? Thì tất nhiên là còn nấu cái gì mà nó ăn nó không thích đâu. Nè. Gì đây? Nè, đầy dạ. Đủ gia vị rồi đó. Tụi con ăn đi. Dạ. Đây. Đây, để con múc cho gì. Rồi. Đây anh. Đây, của dì Hoa nè. Rồi, anh múc cho Khánh My nghe. Thơm quá con. Má. Wow. Cảm ơn con. Cái đường này của má nè. Cái đường này dành cho anh. Cho anh hả? Rồi, em ăn gì? Thì em còn nguyên con gà này nè. Em ít biết ăn quá ha. Thôi anh phụ cho à. Rồi cho xà bông vô à. Anh cho nhiều quá vậy. Nhiều nó mới sạch. Không có cần nhiều vậy đâu. Em yên tâm đi. Anh coi việc qua nửa chén hoài có kinh nghiệm dữ lắm. Rồi sau đó đánh bọt lên. Có nhìn đi. Nhìn đi. Hỏi anh hả? Ê, thôi thôi. Anh giỡn mà nè. Cho anh chết nè. Dám thổi tụi em hả?